Chiều nay, Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê hội nghị tổng kết quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2017-2022. Giai đoạn 2017-2022, toàn quận Thanh Khê có hơn 11.000 công nhân viên chức lao động, đời sống việc làm của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập được cải thiện, chất lượng thỏa ước lao động được nâng cao. Đến nay, 192 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 59,25%. Các cấp công đoàn quận đã vận động hơn 500 triệu đồng quỹ hoạt động xã hội công đoàn. Nhiều hoạt động xã hội được phát động như ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 300 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 hơn 500 triệu đồng. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê tiếp tục tăng cường công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và bảo vệ lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận.